Sau khi có hợp đồng, còn gọi là under contract, người mua có trong vòng 48 tiếng để đi nộp tiền ký gửi, còn gọi là earnest money. Thông thường, người mua trả tiền vào một tài khoản ký quỹ hoặc ủy thác cho một công ty thứ ba như là công ty công chứng pháp lý, tiếng Anh gọi là title company, hoặc luật sư đại diện cho người bán. Các phương thức thanh toán được chấp nhận bao gồm: thứ nhất, check cá nhân, tiếng Anh gọi là personal check. Thứ hai, mua ngân phiếu từ ngân hàng, tiếng Anh gọi là cashier check. Hoặc thứ ba, chuyển khoản, tiếng Anh gọi là wire transfer. Khoản tiền ký gửi sẽ được giữ trong tài khoản ủy thác hoặc tài khoản ký quỹ và sẽ được hoàn trả lại khi đóng hồ sơ closing.